Hiện tại thì mình đang có mặt tại vườn trái cây nha các bạn. Thì ở đây là vườn trái cây Momo và vườn trái cây nho. Và trên đầu mình hiện tại bây giờ là nho nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dắt các bạn đi thử một vòng nha. Rồi sau đó mình sẽ mua vé vào và mình ăn nho nha các bạn. Mời các bạn theo chân mình nha. Và đây là từ phía cổng vào nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy phía bên trên là các bạn. Mình sẽ quay gần cho các bạn coi nha. Đó nho, nho nhiều lắm. Và đây nè các bạn ha. Thì ngay cổng vào mình thì nó ngay ngoài mặt đường nè các bạn. Để những xe người ta du lịch qua, người ta có thể lại đây người ta mua, rồi người ta sắp đi về luôn đó các bạn. Đó. Thì ở đây thì nó có bán đào. Đào xanh. Giá 1.8 nè các bạn. Chút thì mình ra mình mua mình đem về sau các bạn ha. Nho đen, nho xanh. Các bạn ơi, hôm nay mình đi vườn trái cây này là thuộc ở tỉnh Yamanashi nha các bạn. Tỉnh Yamanashi này là một trong những tỉnh được gọi là vương quốc trái cây của Nhật Bản đó các bạn. Ở đây thì có rất nhiều loại trái cây và theo mùa đó các bạn. Như là dâu, rồi tới đào, tới nho, táo, lê, việt quất và cả cherry nữa đó các bạn. Các bạn ơi, hiện tại trên đầu mình đây nè là có một cái dàn nho đó các bạn. Có nho xanh, nho đỏ và nho vú bò, nho đen. Nhiều nhiều loại lắm các bạn. Và đặc biệt ở khu vườn này có một loại nho, đó là nho mẫu đơn. Loại nho nổi tiếng này nó có giá rất là đắt đỏ. Và nó chỉ trồng được ở một số vùng của Nhật Bản thôi các bạn, như là ở vùng Okayama, Nagano, Yamanashi đó các bạn. Loại nho mẫu đơn này nó mắc hơn nho Mỹ màu xanh gấp 5 lần đó các bạn. Bên đây thì gọi là nho vú bò ha. Cái này được gọi là nho vú bò nha các bạn. Bởi vì nó già như cái vú của con bò cho nên được gọi là nho vú bò. Cái vườn ở đây thì nó để hả cho người ta vô người ta ngắm và hả nó cắt ra nó bán liền luôn đó các bạn. Còn nếu mà mình đi ăn vườn thì mình sẽ lên xe mà nó chở mình vào khúc trong cho các bạn coi thử cái cây nho nha. Đó các bạn thấy cái thân của nó không, bự ghê không các bạn. Ở đây mình thấy hình như chỉ có mấy cây thôi. Đây phía này một cây các bạn ha, một cái tán đó nè. Hai cây ha, ở đây cây là ba cây rồi các bạn, mà nho khủng khiếp chưa, má trời đã nữa rồi, nho vú bò nè. Trời ơi, để cái cây dại các bạn coi nha. Trời ơi, đã chưa các bạn, sao thì nho vú bò đó mời luôn. Trời ơi, quá trời luôn mấy bạn ơi, đã quá. Ở đây là nho vú bò với nho xanh nha các bạn ha. Và đi vào khúc bên kia, khúc vào bên trong nha các bạn. Thì đây là mình được cái đường mình vào bên trong các bạn ha. Thì đây là nho tím, nho tím đó các bạn. Đây là nho tím nè các bạn, đây là nho tím ha. Quay một vòng cho các bạn coi nho tím nha. Đó, các bạn thấy nho tím không? Và đây là những cái bàn nằm ở dưới nè các bạn, để cho người ta ăn, người ta ngồi để người ta ăn đó các bạn. Mình sẽ quay thử một chùm nho tím cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy chùm nho tím không? Ta bọc lại để người ta sợ côn trùng nó ăn đó các bạn. Quá sao đã các bạn ơi. Đó, trong đây ngoài nó trồng nho màu tím ra thì nó cũng có trồng xen lẫn nho xanh nữa các bạn. Đây, quá đã mấy bạn. Và đây là loại nho mẫu đơn mà nãy giờ mình đã nói với các bạn đó các bạn.
Nó được trồng theo kiểu một nhánh một chùm theo phương pháp hữu cơ, nên tất cả các chất dinh dưỡng sẽ dồn vào từng trái nho, cho nên giá nó mới có thể đắt đỏ đến mức như vậy đó các bạn. Giá ngoài siêu thị hiện tại dao động từ 1 cent 2 đến 2 man tùy vào loại nho loại 1 đến loại 3 đó các bạn, mắc quá các bạn ha. Giờ thì chồng mình sẽ mua vé vào ăn nho nha các bạn. Giá mà ăn nho thường là giá 1 sen 7 cho một người lớn à các bạn ha. Nhưng mình ăn nho mẫu đơn cho nên giá vé của một người lớn là 2 sen rưỡi đó các bạn. Giờ thì mình sẽ nhận hai cái thao và hai cây kéo, sau đó mình sẽ đi vào vườn hái nho nha các bạn. Các bạn hãy đi cùng mình nha. あの大きい房いきなり切っちゃって我慢して一房食べるより 小ぶりのやつを2つの方が僕はいいと思うんで。なるほど。食べ方としたら、ほら1つ切ったら食べきりだから。ちょっと味が悪ければ我慢してでも食べきらなきゃいけないでしょ? Các bạn ơi, giờ mình mời các bạn đi ăn nho với mình nha. Để mình quay cho các bạn coi coi chùm nho này ăn được chưa nha. Nó bao lại như vậy đó các bạn. Để mà không có côn trùng nó vô nó ăn trái đó các bạn. Mình vô cái khu này, cái khu ăn ở bên trong đó, các bạn thấy không? Nho xanh này là loại nho ngon nhất trong tất cả các loại nho đó các bạn. Thông thường thì một chùm nho xanh này nó bán giá có thể là lên đến là một sen an là 200 ngàn tiền Việt Nam luôn đó các bạn. Mình dặn cho các bạn coi. Mình thấy nho xanh này, nho đã. Cái khu nó cho mình ăn thì cái khu này người ta cũng ăn lác đác rồi, cho nên nó không còn nhiều như là cái khu mà hồi nãy mình đi vô cửa. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Đấy, chiếu quá mình đã thấy cho mình coi nha. Coi chùm nho. Quá, cái chùm này ngon quá. Chắc mình hái chùm này mình ăn nè. Chùm này ngon ghê. Chúng ta có chùm này không? うまい。うまい。これうまい。 Trời ơi ngon quá mấy bạn ơi. Sao ơi xí? Ôi xí nè. Sau lưng mình nè mấy bạn. Đã hả? Bây giờ mình đi mình lựa coi chùm nào ngon cái mình mở ra mình coi. Các bạn ha. Đó, mấy cái chùm này hơn này đâu có ai ăn nữa bạn. Chùm nè mấy này nãy mấy bạn. Thông thường nho xanh này ngon lắm mấy bạn ơi. Đang ôm chậu nho. Sau lưng mình nho đấy hả? Tranh thủ ăn. Để hết giờ 2 sen rưỡi. Một người lớn.
Ngon quá vậy. Cho mấy bạn coi nhỏ. Đẹp ha. Mấy bạn thấy không? Hôm nay mình đã bỏ thời gian đến đây quả là không phí một ngày đó các bạn. Mình có thể được ăn một loại nho thiệt là ngon. Và cái mục đích thứ hai là mình cũng muốn giới thiệu đến với các bạn các loại nho này. Để các bạn nếu có dịp đến đây, các bạn hãy ăn thử một lần cho biết nha các bạn. Mấy bạn thấy nho quá trời. Nãy mới đi quay cho mấy bạn coi á. Con mình thích ăn quá trời, nó ăn nãy giờ quá trời luôn mấy bạn. Ôi thiệt. Ôi chi à, ha. Tại tại biết thế. À mới nè cô đây. Nè. Chất tổ kiro nắp tạ. Bơ mơ. Ta bưng à mới giúp. Ôi chi. Nè. Yo mu kue nai. Chút ta amasu gi da. Ôi thôi thèm. Cô đây nè. Osake yareru? Kore osake yareru motte nai ne. Yare nai kotto mo nai kedo. Marasaki iro yaru janai no? Koi wa ya kore tsukute. A sha. Oi hey. Mo chotto mama achi no. Totteru. Oishii. Ngon wa mai bạn ơi. Wow. Ojida. Nãy giờ ăn hết chùm mấy bạn, chùm này chùm thứ hai nè. Hái nữa. Vô đây ăn cho đã. Tính ra cái giá. Một chùm này ở ngoài. Nó bán bèo nhất các bạn. Âm ơi. Sen ăn. Vô đây. Hả? Người ăn 3 chùm là được 500 yên. Mà tính ra đi đường cao tốc. Tiền xăng. Ít nhiều nữa. Hôm nay đi chơi tổng cộng tất cả tốn hơn man. Để mình lại mình chắc cắt chùm kia cho mấy bạn coi. Giờ mình công được cắt chùm nào nha. Ý mà cô đây tạ bê rư nè. Sai rồi nè. Ăn chùm này chùm cuối nha mấy bạn. No quá. Ăn hết nổi nè mấy bạn ơi. No quá, no quá. Nè. Thấy đã chưa bạn? Trời ơi chùm này nó xanh. Mình sẽ cắt cái chùm này nha mấy bạn. Ôi xì. Ôi xì quá mấy bạn ơi. Ôi xì. Yeah. Ôi xì. Con mình nó mê lắm nè. Ôi xì. Ôi xì. Wow. Ôi xì. Wow, chú cha. Ôi xì. Wow, cô đã ấm ai à. Ngon quá mấy bạn ơi. Hôn tổ đã. Và ở ngoài đây có một cái cây momo nè các bạn. Mình ra mình quay cái cây momo cho mấy bạn coi nha. Ở đây cái cây momo này thì nó là cây đào đó các bạn. Mà nó được người ta bọc lại hết rồi. Bọc bằng giấy đó các bạn. Để mình quay cho các bạn coi nha. Đây là cái momo nè các bạn. Giấy lại hết. Giấy lại hết trơn nữa các bạn. Nhưng mà nếu mình nhìn thì mình vẫn thấy các bạn. Mình nhìn mình vẫn thấy. Hôm nay mình muốn lại đây mình ăn momo á, mà nó cột không có đi ăn được. Cái cây này sao nó không cho mình vô ăn không biết nữa. Ghê luôn chứ.
xa thiệt là xa mà lúc cũng không lên đăng được Momo mấy bạn. Ngoài đây bên đây cũng có Momo nè mấy bạn. Đã ghê mấy bạn ơi. Mình thích đi vườn trái cây ghê luôn á. Mấy bạn. Quá trời Momo luôn mấy bạn. Của mình mắc quá đi chứ thông thường nho giá rẻ đã quá mấy bạn, nhiều ấy là nhiều luôn mấy bạn. Mấy bạn coi quá trời quá đất luôn ha. Đi qua bên đây là cây hồng đó mấy bạn, cây hồng có trái hồng. Mấy bạn thích trái hồng không? Trái hồng đó mấy bạn, trái hồng. Mình đi ra ngoài ha, có mấy cây Momo luôn mấy bạn. Thôi nè, bị che hết trơn á, cây này hái hết trơn rồi mấy bạn, đâu còn cái gì đâu. Nhưng mà mình nhận thấy bên đây còn một cây nè mấy bạn, đây đây là trái hồng đó mấy bạn, trái hồng nè. Cho bạn coi thêm, mình coi cây này đó, cây đào nha mấy bạn. Nhỏ quá chị trái luôn mấy bạn. Khủng khiếp chưa? Nó nhiều thiệt là nhiều. Mình ăn vườn nho, mình vui quá mấy bạn. Lâu lắm rồi mình mới đi vườn trái cây đó. Chuyến đi ăn vườn trái cây của mình đến đây cũng là đã kết thúc rồi đó các bạn. Nếu các bạn thấy thích, hãy bấm đăng ký để có thể xem được những clip mới nhất của mình nha. Đừng quên bấm like và chia sẻ với tất cả mọi người nữa nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn một ngày vui.